Hey yo, what the fuck? Hello anh em. Hello, nãy giờ tôi ngồi tôi dọc cái này á, anh em thấy cái này cái của tôi với nghiên cứu này tôi rồi thấy có đẹp không? Tôi cảm thấy như nó là một phần của cuộc sống tôi rồi ấy, cho nên là tôi muốn tạo nó thành một điểm nhấn của kênh content của kênh mình luôn. Mọi người thấy như thế nào? Anh em thích mua đồ nào thì anh em ấy mua đồ đó. Chị này có quả content youtuber hay nè. Mặt mộng của youtuber vậy. Anh thấy tôi có đẹp trai không? Đẹp trai chứ hả? Quá đẹp trai rồi. Thấy nó ok mà, tôi còn tạo thêm một cái khung nữa. Có điệu cười cuốn đấy, cuốn không? Cuốn chưa, quả là cuốn luôn. Mày lại đây tao đá cho một cái. Đó, cuốn te như thế này. Nó thể hiện được, cảm xúc của tôi á. Tôi nhìn giống bà cụ nha cầu. What the dog doing? Leave me alone. Akira. Mọi người, nếu như mọi người muốn em vậy, giống như là có cái mặt mộc này thì mình cũng đẩy like lên tầm 100 like thì tôi sẽ có cái mặt mộc này á. Còn không thì hôm nay các anh là của tôi. What the hell? Hơi lộ vậy 20 để dễ ẩn cái mặt này chục phút ok chưa nè. Cảm ơn các bạn đã donate super trái đi vậy nha. Ok ạ. 20 phút rồi nha. Cảm ơn các bạn nha, arigato. Má tôi không ngờ cái này. Tôi có tưởng là kiểu content này nó sẽ thú vị và vui lắm. Ai ngờ nó lại chuyển thành content. Content tốn tiền. Cảm ơn Nghĩa nha. Cảm ơn Nghĩa đã lên nét như vậy, arigato. Má nó thành content tốn tiền. Mẹ rồi anh em. Ẩn thêm 20 phút giúp tôi đi. Tôi cộng ông mập là 40 phút rồi. Ok. Tại sao vậy đẻ? Anh em muốn xem mặt mộng của tôi nha. Đừng có mà trách tôi. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Thích coi mặt mộng thì cho coi mặt mộng. Wow, xin người đấy. Tôi không bao giờ tôi chán với cái trò này. Ôi, tôi thích lúc mà em không trang điểm. Lời nói đầu môi, anh ơi chót lưỡi đầu môi. Anh ơi em cắt đầu môi. Bụi á hả? Bụi vợ. Tôi đã ăn rất nóng tính. Ok chưa? Được chưa? Vừa lòng chưa?